Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn và em mình cùng điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Hai tân binh có mặt ở Old Trafford chốt kế hoạch vụ Grealish. Chính thức, Pogba dương tính với Covid-19. MU im ắng chuyển nhượng, bỏ Sancho vì bị cấm vận. Và còn rất nhiều thông tin đáng chú ý khác, sau đây mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Hai tân binh có mặt ở Old Trafford chốt kế hoạch vụ Grealish. Bất chấp đã chiêu mộ thành công Bruno Fernandes ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Man United vẫn muốn bổ sung thêm một ngôi sao tuyến giữa nữa trong thời gian tới. Theo đó, không ít cái tên đã lọt vào tầm ngắm của quỷ đỏ thành Manchester. Lúc này đây, Man United đang dành sự quan tâm tới nhiều cái tên, trong đó có ngôi sao người Anh Jack Grealish của Aston Villa. Nhiều nguồn tin rộ lên rằng Jack Grealish không ngần ngại chuyển tới sân Old Trafford chơi bóng ngay trong mùa hè năm nay. Để có thể thuyết phục được Aston Villa nhà người, Man United sẵn sàng gắn Sergio Romero vào thương vụ trao đổi. Với việc Dan Henderson vừa qua gia hạn hợp đồng và sẽ cạnh tranh vị trí với David De Gea, Man United có lý do để chia tay Romero. Ở một diễn biến khác, Man United đang tỏ ra khá im ắng trên thị trường chuyển nhượng. Những mục tiêu mà họ theo đuổi, đặc biệt là Jadon Sancho, đang trở nên khá bế tắc. Thay vào đó, Man United lại nhanh chóng hoàn tất chữ ký của những tân binh trẻ. Cụ thể, bộ đôi tài năng Álvaro Fernández đến từ Real Madrid và Marc Jurado đến từ Barcelona đã chính thức đặt chân tới Manchester. Cả hai đều đã từ chối lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ đội bóng chủ quản để chọn gia nhập Man United ngay mùa hè này. Álvaro Fernández, sở trường hậu vệ trái, chơi bóng thông minh, đầu óc, sở hữu kỹ thuật tốt và khó bị đánh bại ở những tình huống một đối một. Trong khi đó, Marc Jurado được giới chuyên môn đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo La Masia. Đáng chú ý, Man United vẫn đang theo dõi sát sao tương lai của Lionel Messi. Tờ Sport của Tây Ban Nha tiết lộ, tình hình của Messi đã gợi mở cho Man United về một vụ chuyển nhượng. Đội bóng Anh đã mở cuộc đàm phán với đại diện của Messi về việc đưa cầu thủ 33 tuổi đến Premier League chơi bóng. Hiện tại, Man United là một trong số ít câu lạc bộ có đủ khả năng mua Messi với mức giá khủng. Dù vậy, họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất lớn từ Man City. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Messi muốn đầu quân cho Man City hơn vì ở đó có Pep Guardiola và người bạn thân Sergio Aguero. Thế nhưng, khi cơ hội chiêu mộ Messi là có thật, chắc chắn Man United sẽ không bỏ qua. Chính thức, Paul Pogba dương tính với Covid-19. Tình hình mới nhất của Paul Pogba sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới của Manchester United. Cụ thể, cầu thủ 27 tuổi đã được điền tên vào danh sách đội tuyển Pháp tham dự các trận đấu sắp diễn ra tại Nations League vào tháng tới. Tuy nhiên, anh đã bị thay thế bởi Eduardo Camavinga sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19. Tối thứ Bảy tuần trước, Pogba vẫn có mặt ở Anh trong thời gian nghỉ ngơi kết thúc của mùa giải và đã tận hưởng bữa tối ở nhà hàng sang trọng Picani tại London cùng với người vợ đang mang thai Maria Jolay Stavrides và bạn bè. Với việc nhiễm Covid-19, Pogba chắc chắn sẽ phải cách ly 14 ngày để điều trị. Qua đó, bỏ lỡ giai đoạn chuẩn bị trước thềm mùa giải 2020-21 của Man United theo lịch trình bắt đầu từ tuần tới. Được biết, Pogba không hề cho thấy bất kỳ triệu chứng nào, nhưng dựa trên kết quả xét nghiệm, huấn luyện viên Didier buộc phải loại anh cùng với Tanguy Ndombele khỏi đội hình tuyển Pháp. Huấn luyện viên Deschamps xác nhận, "Tôi phải thực hiện một sự thay đổi vào phút cuối đối với danh sách tập trung bởi vì Pogba đã được lên kế hoạch góp mặt, nhưng thật không may cho cậu ấy." Pogba đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 và đã cho thấy kết quả dương tính. Vì vậy, cậu ấy đã được thay thế bởi Eduardo Camavinga. Hiện tại, dịch Covid-19 đang quay trở lại hoành hành các đội bóng Anh quốc. Trước đó, Chelsea cũng xác nhận có tới 4 trường hợp dương tính với Covid-19. MU im ắng chuyển nhượng, bỏ Sancho vì bị cấm vận. Dư luận đang đặt nghi vấn rằng MU thực sự có tiền để mua Sancho hay những bom tấn khác trong mùa hè hay không. Ngoại hạng Anh đang chuẩn bị bước vào giai đoạn cao điểm của chuyển nhượng. Arsenal, Liverpool, Tottenham đều đã và sắp đón những viện binh chất lượng cao. Chelsea mua sắm cực kỳ rầm rộ, còn Man City khiến các fan nín thở với cơ hội sở hữu bom tấn số 1 mùa hè mang tên Lionel Messi. Còn với MU thì không gì cả. Những tin đồn về việc họ mua Kingsley Coman, Douglas Costa hay Jack Grealish đều chỉ dừng ở mức tin đồn. Và vụ Jadon Sancho đã gần như sập sau khi MU để chọn hạn chót mà Dortmund đặt ra trôi qua mà không đáp ứng yêu cầu giá cả. Động thái lớn nhất từ sau khi kết thúc mùa giải của Quỷ Đỏ là gia hạn hợp đồng với thủ môn Dan Henderson. Fan MU tất nhiên đang kiên nhẫn chờ, nhưng đã một tháng trôi qua kể từ khi thị trường mở cửa và người ta không thể không hoài nghi về sự tham vọng của đội chủ sân Old Trafford.
Kỳ chuyển nhượng có 10 tuần thì đã 4 tuần qua họ không làm được gì ngoài bị từ chối vụ Sancho. Trong khi đó, các đối thủ mua sắm nếu không rầm rộ thì cũng bổ sung toàn những vị trí quan trọng. Vẫn còn thời gian để MU xoay sở, thậm chí fan MU nghĩ đội bóng của họ có thể chuyển sang mua Sancho vào đầu năm 2021 giống như Bruno Fernandes từ Sporting hồi đầu năm nay. Thực tế, sẽ không dễ dàng như vậy, không chỉ vì Dortmund không có thói quen bán sao giữa mùa giải. Lý do là bởi MU chắc gì đã có tiền. Một diễn biến không mấy ai chú ý nhưng rất ảnh hưởng tới nội tình của MU đang diễn ra tại bang Florida, Mỹ và liên quan tới gia đình nhà Glazer, chủ sở hữu câu lạc bộ. Bang này là một trong những nơi virus Covid gây nhiều thiệt hại nhất tại Mỹ và tạp chí Forbes cho biết nhà Glazer vừa nhận khoản vay 140 triệu USD dưới danh nghĩa chủ sở hữu câu lạc bộ thể thao. Hồi cuối tháng 5, một số đầu báo Anh đã đưa tin nhà Glazer gửi hồ sơ để xin vay 140 triệu USD và cho rằng đây là sự chuẩn bị để MU mua sắm hè. Thực tế, tạp chí Forbes mới đây dẫn lời của người phát ngôn nhà Glazer lẫn câu lạc bộ Tampa Bay, nói số tiền này là cho các doanh nghiệp bất động sản của gia đình, chứ hai đội không hề có tiếp cận khoản tiền đó. Và chương trình cho vay cũng không giám sát xem tiền vay được dùng thế nào. Nhà Glazer đã lỡ đầu tư 50 triệu USD cho siêu sao bóng bầu dục Tom Brady để đưa anh này về câu lạc bộ Tampa Bay. Nên giờ, MU phải chịu hạn chế về mặt chuyển nhượng để nhà Glazer không chảy máu tiền hơn nữa. Thế nên, sẽ là một sự thần kỳ nếu MU mua sắm lớn trong mùa hè 2020. Ông chủ của họ gần như đang tự đặt ra một lệnh cấm vận chuyển nhượng vô hình lên đội bóng. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi liệu MU có thực sự đủ khả năng mua được Sancho với giá 120 triệu euro. Hay phải chăng những trò mặc cả, ngã giá của đội bóng này chỉ là để tạo một cái cớ để che đậy sự thật rằng họ không có khả năng đưa về một bom tấn nào. Chính thức, Chelsea công bố tân binh thứ tư. Chỉ sau một ngày, sau khi chiêu mộ thành công Chilwell, The Blues đã có thêm một bản hợp đồng mới. Tối qua, theo giờ địa phương, Chelsea đã cho ra mắt tân binh thứ 3 trong mùa hè là Ben Chilwell. Hậu vệ người Anh cập bến Stamford trong phi vụ 50 triệu bảng từ Leicester City. Chưa hết phấn khích, cách đây ít phút, các cổ động viên The Blues còn có thêm dịp ăn mừng khi đội bóng nhà công bố thêm chữ ký mới mang tên Malasa. Hậu vệ 21 tuổi trở thành bản hợp đồng thứ 4 của đại diện tây London sau Hakim Ziyech, Timo Werner và Chilwell. Mùa trước, Sa thuộc biên chế này. Tuy nhiên, sau khi chiến dịch 2019-20 khép lại, giao kèo giữa ngôi sao trẻ với câu lạc bộ Ligue 1 đã đáo hạn. Sa gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do và đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Thuận chân trái với vị trí sở trường là trung vệ, tân binh của The Blues còn có thể đảm nhận tốt vai trò chấn giữ hành lang trái. Ngay trong trận ra mắt Ligue 1 vào tháng 8 năm 2016, Sa đã gây ấn tượng với bàn thắng duy nhất trận, định đoạt thắng lợi cho Nai trước Rennes. Trang chủ The Blues xác nhận, ở mùa giải 2020-21, Sa sẽ có được đem cho mượn, nhằm cung cấp cơ hội để có thời gian thi đấu quý báu và tích lũy thêm kinh nghiệm, sẵn sàng khi trở lại với đội ngũ. Bruno Fernandes thăng hoa ở MU là nhờ ai? Sau mùa giải đầu tiên vô cùng ấn tượng trong màu áo MU, Bruno Fernandes đã tiết lộ câu chuyện thú vị liên quan đến việc đàn anh đồng hương Cristiano Ronaldo đã giúp đỡ mình thăng hoa ra sao ở đội chủ sân Old Trafford. Bruno Fernandes chính là một trong những tân binh xuất sắc nhất của MU nói riêng và cả ngoại hạng Anh nói chung trong mùa giải 2019-20 vừa qua. Cập bến đội chủ sân Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng tháng riêng năm nay với giá chuyển nhượng là 55 triệu euro. Bruno Fernandes đã đóng góp đến 12 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trong 22 trận chơi cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường để góp công lớn giúp đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer cán đích thứ 3 tại giải ngoại hạng Anh để giành vé dự Champions League mùa sau. Mới đây, khi được các phóng viên hỏi rằng liệu mình có tư vấn ý kiến của siêu sao đồng hương Cristiano Ronaldo trước khi quyết định gia nhập MU không, Fernandes thổ lộ trên trang chủ của nửa đỏ thành Manchester rằng: "Tôi đã nói chuyện với anh ấy sau khi đến MU chứ không phải trước khi tới đây đâu. Như tôi đã luôn nói trước đây rằng MU luôn là đội bóng trong mơ của mình. Tôi luôn muốn chơi cho đội bóng này, bất kể người khác có nói rằng nó tốt hay tệ ra sao chăng nữa." Tiền vệ mang áo số 18 của Quỷ Đỏ tiếp tục thổ lộ: "Giấc mơ của tôi cũng là được chơi bóng ở Premier League. Tôi cũng có quyền lựa chọn gia nhập MU và hai giấc mơ đã hòa là một. Điều đó thật hoàn hảo. Tất nhiên, tôi đã nói chuyện với Ronaldo và anh ấy nói những điều rất tốt đẹp về câu lạc bộ này. Tôi cũng đã nói chuyện với anh ấy vài ngày trước. Mỗi khi tôi nói chuyện với Ronaldo, anh ấy thường hỏi tôi rằng cuộc sống ở Manchester thế nào và liệu mọi thứ có ổn không. Mọi người đều biết anh ấy đã dành rất nhiều thời gian ở MU và anh ấy có sự cân nhắc kỹ lưỡng để gia nhập câu lạc bộ này. Anh ấy thích câu lạc bộ, tôi nghĩ anh ấy đã giành quả bóng vàng đầu tiên ở đây. Vì vậy, đó chắc chắn là một câu lạc bộ đã ghi dấu ấn lớn với anh ấy."
Ronaldo trở thành huyền thoại của MU sau khi gia nhập từ Sporting vào năm 2003. Ở đội chủ sân Old Trafford, anh đã ghi được 118 bàn thắng và có 69 pha kiến tạo trong 292 trận chơi cho câu lạc bộ này. Tại nhà hát của những giấc mơ, Ronaldo đã giành được 3 chức vô địch Premier League, 1 danh hiệu Champions League, 1 FIFA Club World Cup, 1 FA Cup và 2 League Cup. Giờ là lúc người đồng hương của Ronaldo, Bruno Fernandes tỏa sáng để tiếp tục con đường vinh quang của những ngôi sao tấn công người Bồ Đào Nha khoác áo MU. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!